Thời gian này, các địa phương ở huyện miền núi Vũ Quang đang tập trung tiêm vaccine phòng bệnh đợt 1 cho đàn gia súc. Đến thời điểm này, huyện Vũ Quang đã tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng tụ huyết trùng được trên 3.000 con trâu bò, đạt trên 27% kế hoạch. Tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được trên 22.000 con lợn, đạt 84% kế hoạch. Tiêm phòng bệnh dạy cho hơn 4.000 con chó, đạt 61% kế hoạch. Để công tác tiêm phòng đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các địa phương và ngành nông nghiệp phân công cán bộ thú y thành lập tổ tiêm phòng theo cụm xã, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc và dự kiến hoàn thành tiêm cho gần 44.000 con gia súc trước ngày 31 tháng 8. Cùng với đó, các địa phương cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động người chăn nuôi tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi.